trong gia đình nào cũng có rất nhiều loại thiết bị, dây sạc dễ khiến nhà cửa bề bộn. Nhưng bạn đừng lo, bởi với sản phẩm Shop USA Store sắp tư vấn cho bạn sẽ giúp không gian trong ngôi nhà bạn trở nên gọn gàng và ngăn nắp hơn. Đó chính nút thỏ giữ dây điện, dây sạc, nút giữ dây điện hình tai thỏ chống xoắn rối, cáp sạc, máy in, dây chuột, siêu cute tiện lợi. Giữ bàn làm việc của bạn gọn gàng với nút giữ dây điện tai thỏ, không còn rối rắm với mớ cáp sạc, cáp máy in sau khi rút ra. Nút giữ dây điện tai thỏ với thiết kế đáng yêu vừa là vật trang trí đẹp mắt cho bàn làm việc, vừa là vật dụng siêu tiện ích trong cuộc sống công sở hàng ngày. Bạn thấy thích sản phẩm thì hãy lên đơn hàng ngay hôm nay để được giá khuyến mãi nhé. Cạnh đó, USA Store còn trên 2.000 sản phẩm thú vị nữa các bạn ạ. Khi gom mua nhiều một lần, bạn còn được rẻ phí vận chuyển và áp dụng voucher của shop. Các bạn ghé thăm shop để chọn thêm mặt hàng vào giỏ nhé. Nghĩ đến mua sắm, nghĩ đến USA Store.